biệt là các em lớp 9 đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sắp diễn ra của mình. Đây là cái khoảng thời gian mà các em thường cảm thấy căng thẳng nhất, với hy vọng là có thể đậu vào ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn. Điều làm các em cảm thấy căng thẳng phần lớn là vì điểm số và áp lực từ phía gia đình, phải không nào? Các em lo lắng mình không làm bài thi tốt, lo lắng bị ba mẹ trách mắng vì điểm số, lo lắng nếu bị điểm kém thì sẽ thất vọng với chính bản thân của mình. Chị cũng vừa mới trải qua một kỳ thi tuyển sinh 9 lên 10, thì hôm nay chị sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm mà chị tích lũy được trong quá trình ôn thi nha, đặc biệt là về vấn đề áp lực thi cử. Vậy nguyên nhân dẫn đến áp lực thi cử là do đâu? Và mình cần phải làm gì để vượt qua một kỳ thi một cách thoải mái nhất? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến áp lực khi thi, nhưng chủ yếu là xuất phát từ phía gia đình và tự bản thân là mình áp lực. Ba mẹ luôn muốn con mình trưởng thành, con mình thành công, con mình là nhất, nhưng lại không bao giờ hỏi ý kiến con có sự mong muốn đó không. Vì ba mẹ nghĩ điểm số là có thể đánh giá được người đó có thể thành công hay không trong tương lai. Nhưng không, điểm số chỉ là kiểm tra xem năng lực, lượng kiến thức mà học sinh đã nắm vững hay chưa, còn tùy thuộc vào sự siêng năng của bạn. Không nữa, bên cạnh đó cũng một phần là đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Những lúc bạn lười không học bài thì tất nhiên điểm sẽ thấp, nhưng bạn có sự tập trung lắng nghe bài học thì bài kiểm tra của bạn sẽ được điểm cao. Nhưng vậy chúng ta không thể nào đánh giá người này thành công hay không chỉ việc nhìn vào những con điểm của họ. Học tập là một tiến trình liên tục, bước phát triển đó có thể ảnh hưởng đến bước tiếp theo. Vì vậy, nếu ba mẹ chỉ tập trung vào cái điểm số thấp nhất và chỉ thấy buồn hoặc thất vọng và biểu lộ cái cảm xúc của mình thì sẽ khiến con mình cảm thấy khó sống. Việc chỉ chăm chăm vào cái điểm sẽ khiến mất đi cái mục đích thật sự của việc học. Ba mẹ không nên quá áp đặt con cái vào việc thi cử, thay vào đó là những lời động viên, những lời chia sẻ, những kỳ thi mà ba mẹ đã trải qua để có thể giúp con mình vững vàng hơn trong phòng thi. Thứ hai là về phía bản thân của mình. Đa số thì các bạn học sinh đều tự so sánh mình với các bạn xung quanh, rồi cảm thấy tự ti khi mình học không tốt bằng bạn, tự thất vọng về bản thân của mình, hay thậm chí là các em còn chưa có mục đích rõ ràng cho cuộc đời của mình và chỉ mong muốn có tấm bằng giấy khen học sinh giỏi. Điều đó làm cho các em suy nghĩ nhiều, đặt ra mục tiêu như vậy, khi không hoàn thành thì lại điều đó trở thành một cái rào cản khiến các em chùn bước. Các em không nên quá lo lắng và tự gây áp lực như vậy với bản thân của mình. Trước khi thi thì các em cần phải đảm bảo nắm vững kiến thức và có thể tạo cho mình một bài kiểm tra để có thể làm quen với không khí của phòng thi, để phân chia thời gian làm bài cho phù hợp. Đặc biệt là không nên thức khuya về để học bài, vì làm vậy thì cơ thể sẽ mỏi mệt và khiến chúng ta không có năng lượng để bắt đầu với một bài thi một cách hiệu quả. Ngủ đủ giấc sẽ giúp chúng ta tập trung và nhớ bài tốt hơn. Không nên quá cầu toàn vì ai cũng có lúc phạm sai lầm mà. Do vậy không nên tự tạo áp lực rằng mình phải đạt điểm tối đa hay là không phải mắc sai lầm khi thi. Điều quan trọng là khi thi bạn đã ôn luyện chăm chỉ và cố gắng hết sức, chứ không phải là vì điểm số hoàn hảo. Đây là một vài lời chia sẻ từ kinh nghiệm của chị sau khi trải qua các kỳ thi dành cho các em, đặc biệt là chủ nhật ngày 1 tháng 3 2020 sắp tới, trung tâm Chí Dũng sẽ tổ chức một sự kiện tư vấn về chọn trường cấp 3 dành cho các em cấp 8, lớp 9. Các em đến tham gia để có thêm sự chuẩn bị chắc chắn cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới của chính mình nha. Cảm ơn các em, tạm biệt.